Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Thiên Nghịch từ 127. Vương Lâm đối mặt với tổ tiên của cự ma tộc, một người khổng lồ bị giam cầm bởi một cây ký sinh màu xanh tím. Mặc dù Vương Lâm đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây, thế nhưng mà lần này vẫn khiến hắn chấn động vì kích thước khổng lồ và sự mạnh mẽ của thân thể tổ tiên này. So với Vương Lâm khi mà hóa thành Tam Tinh Cổ Thần, thân thể của người khổng lồ này vẫn vượt trội hơn nhiều, thậm chí không thua kém Ngũ Lục Tinh Cổ Thần. Trong khi tổ tiên cự ma tộc liên tục kêu gọi nhờ Vương Lâm giúp đỡ, âm thanh càng lúc càng khẩn thiết. Vương Lâm thì không mảy may bận tâm, hắn nhảy lên trên thân thể người khổng lồ và ngay lập tức cây ký sinh phản ứng lại, phát ra tiếng loạt xoạt khi mà những cành cây màu xanh tím từ cơ thể người khổng lồ mọc ra, hướng về phía Vương Lâm như là những con rắn dữ tợn. Cơ thể người khổng lồ liên tục co giật, thể hiện sự đau đớn tột độ. Dù vậy, Vương Lâm không hề nào núng, hắn dùng tiên lực triệu hồi ra một ngọn lửa để đẩy lùi cây ký sinh, thế nhưng không muốn phá hủy nó ngay lập tức vì nhận ra rằng cây này có liên quan đến sự giam cầm của người khổng lồ. Nếu cây bị phá hủy có thể dẫn đến việc người khổng lồ thoát khỏi sự trói buộc, điều mà Vương Lâm không muốn vì hắn không có lợi ích gì từ việc giải thoát người này. Sau khi cây ký sinh thoát lui, Vương Lâm rút tiền kiếm ra đâm vào thân thể người khổng lồ. Tuy nhiên hắn ngạc nhiên khi mà nhận ra rằng cơ thể người khổng lồ cứng như là kim loại, khiến mũi kiếm bật ngược lại, sức mạnh phản chấn từ cơ thể người khổng lồ đẩy lùi kiếm của Vương Lâm ba tấc, làm hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự cứng rắn của người này. Nhận thấy sự cứng rắn của cơ thể người khổng lồ, Vương Lâm bắt đầu nghiên cứu cây ký sinh và quyết định bẻ một cành cây để thí nghiệm. Hắn phát hiện ra rằng đầu nhánh cây có một chút chất lỏng màu lục, mùi tanh nồng. Khi hắn đặt cành cây lên trên thân thể người khổng lồ, một âm thanh xèo xèo như là tiếng gỗ bị thiêu vang lên, đồng thời cành cây dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khổng lồ, cho thấy cây này có sức mạnh đáng gờm. Bất ngờ cành cây tuột khỏi tay của Vương Lâm và chui vào cơ thể người khổng lồ biến mất. Vương Lâm lạnh lùng nhìn những cành cây xung quanh đang vây quanh hắn, thế nhưng mà không dám tấn công. Hắn cười nhạt nhận ra rằng những cành cây này cũng có một chút thú vị. Sau đó Vương Lâm lấy ra một chiếc bình ngọc, vật dụng hắn tình cờ có được ở tiên giới. Chiếc bình có khả năng chứa một lượng lớn chất lỏng và Vương Lâm dùng nó để thu thập máu từ vết thương của người khổng lồ. Máu chảy ra từ cơ thể khổng lồ một cách chậm chạp, khiến Vương Lâm nghĩ đến việc chuyển mục tiêu đến mạch máu trên cổ để thu thập được nhiều máu hơn. Mặc dù tổ tiên cự ma tộc nhiều lần kêu cứu và hứa sẽ trao cho Vương Lâm bảo vật quý giá của tộc mình, thế nhưng mà hắn không bị dao động. Vương Lâm nhớ lại việc mình đã từng giết lão tổ cự ma tộc và phong ấn tộc này. Nếu giải thoát tổ tiên cự ma tộc, Vương Lâm tin rằng người này sẽ không tha cho hắn. Do đó lời hứa về bảo vật không có sức nặng với Vương Lâm, nhất là khi người khổng lồ chưa nói rõ giá trị của bảo vật. Cuối cùng khi mà nhìn cây ký sinh xanh tím ở trên ngực người khổng lồ, Vương Lâm quyết định sử dụng cấm phiên, một pháp khí mạnh mà hắn chưa từng dùng từ khi mà có hồn phiên. Đây là lúc thích hợp để sử dụng cấm phiên và hắn chuẩn bị tiếp tục hành động. Vương Lâm sử dụng cấm phiên một pháp khí mạnh mẽ để phong ấn cái cây ký sinh màu xanh tím đang bám ở trên ngực người khổng lồ. Khi mà cấm khí phát ra và lan rộng, Vương Lâm ra lệnh phong, biến cấm khí thành những đám cấm chế bao phủ cây ký sinh, ngăn nó hoạt động. Ngay sau đó thì Vương Lâm lao xuống và bẻ một đoạn cành cây, cố gắng giữ cho cây không bị tổn hại quá nhiều. Khi mà đã có được nhánh cây, Vương Lâm đứng ở trên cổ người khổng lồ và bắt đầu lấy máu của ông ta. Người khổng lồ tổ tiên cự ma tộc vẫn tiếp tục cầu cứu, hứa sẽ trở thành vật cưỡi và dâng tặng bảo vật khai thiên chi thiết cho Vương Lâm nếu được cứu. Điều này làm Vương Lâm suy nghĩ, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục lấy máu bằng cách dùng nhánh cây bấm vào cổ người khổng lồ, tạo ra một ấn chú giúp máu chảy nhanh hơn. Lượng máu được thu vào bình ngọc tăng lên đáng kể, đến mức người khổng lồ bắt đầu co giật vì phần lớn sinh lực đã bị mất. Trong cơn đau đớn, người khổng lồ tiếp tục khẩn thiết kêu gọi Vương Lâm cứu mạng, thậm chí cam kết sẽ trung thành suốt đời nếu được giải thoát. Người khổng lồ tự xưng là Lôi Cát, vạn phu hậu của cự ma tộc, với lòng tự tôn cao. Khi mà Vương Lâm hỏi lý do Lôi Cát bị phong ấn, Lôi Cát kể rằng sau trận chiến với tiên di tộc, hắn bị hai thập diệp thật chú sư của tiên di tộc truy sát và trọng thương. Lợi dụng thời cơ này, Thiên Tông đã phong ấn hắn tại đây nhờ sự giúp đỡ của một tu sĩ có đại thần thông. Dù nghe lời hứa trở thành vật cưỡi, Vương Lâm vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục thu thập máu. Khi mà thấy máu chảy chậm lại và vết thương bắt đầu khép miệng, Vương Lâm dùng tiên lực để vỗ mạnh vào cổ người khổng lồ, làm máu tươi tuôn ra thêm một đợt lớn, tiếp tục thu vào bình ngọc. Lôi Cát giải thích rằng thân thể của người cự ma tộc giống như là tinh la bàn, một loại vật cưỡi giúp ngao du ở trong thinh không, thế nhưng mà mạnh mẽ hơn nhiều. Cự ma tộc là vật cưỡi quý giá trong tu chân giới, đặc biệt vì họ có thể đi qua những nơi mà tu sĩ thông thường không thể. Vì vậy, tu sĩ đại thần thông ở trong tu chân liên minh sẵn sàng trả giá rất là cao để có được một tộc nhân cự ma tộc làm vật cưỡi. Tuy nhiên, mặc cho lời cầu xin và hứa hẹn, Vương Lâm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và tập trung vào mục đích của chính mình, thu thập máu tươi. Vương Lâm trở nên cảnh giác khi mà nhận thấy sự bất thường cho lời nói của Lôi Cát, người khổng lồ cự ma tộc. Mặc dù bị phong ấn và cần cứu giúp, Lôi Cát trả lời các câu hỏi của Vương Lâm quá chi tiết và tỉ mỉ, điều không phù hợp với tình huống khẩn cấp. Điều này khiến Vương Lâm nghi ngờ rằng Lôi Cát cố tình kéo dài thời gian với mục đích nào đó, có lẽ để thực hiện một biến hóa kỳ dị nhằm thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nhận thấy điều này, Phương Lâm tiếp tục thúc ép và thu thập máu của Lôi Cát nhanh hơn bằng tiên lực, trong khi Lôi Cát lại đưa ra thêm một lời cám dỗ về bả vật khai thiên chi thiết, một vật có thể tạo ra cổ thần chiến giáp mạnh mẽ. Thế nhưng Phương Lâm không để bị lừa và nhận ra rằng thời gian càng kéo dài càng có lợi cho Lôi Cát. Cuối cùng hắn quyết định ngừng lại, thu lại bình ngọc chứa máu và rời khỏi hang động. Khi mà Phương Lâm rút lui, Lôi Cát không giấu được sự thất vọng và bất lực. Hắn tiết lộ rằng nếu Phương Lâm tiếp tục lấy máu của hắn trong thời gian bằng nửa nén hương nữa, lượng máu giảm xuống dưới 1/3 sẽ giúp hắn giải thoát khỏi cái cây ký sinh ở trên cơ thể. Cái cây xanh tím này ký sinh và hấp thụ sức sống của Lôi Cát đang bám sâu vào cơ thể của hắn. Khi mà Vương Lâm rời đi, cây bắt đầu trỗi dậy, mọc ra từ xương cổ của Lôi Cát với những chiếc răng sắc nhọn đầy dữ tợn, bao phủ một phần cơ thể của hắn. Cái cây không chỉ ký sinh mà còn nở ra những bông hoa tím yêu dị, hấp thụ máu và sức sống của Lôi Cát. Hắn rít gào trong đau đớn, thề rằng nếu có cơ hội thoát khỏi phong ấn này, hắn sẽ báo thù Thi Âm Tông, những kẻ đã phong ấn hắn. Tuy nhiên ngay lúc này, hắn vẫn đang chịu đựng sự tra tấn của cây ký sinh, bị mất dần sức mạnh và sinh lực. Vương Lâm xuất hiện tại Thi Âm Tông và ngay lập tức triệu hồi hồn phách mà hắn đã âm thầm thả ra trước khi mà rời khỏi hang động của người khổng lồ cự ma tộc. Hồn phách này được sử dụng để thu thập thông tin, nhờ vào khả năng thích nghi với âm khí ở bên trong hang động nên mà thần thức bị hạn chế. Sau khi nắm bắt được tình hình, Vương Lâm rời Thi Âm Tông và tiếp tục hành trình. Trên đường đi, Phương Lâm bất ngờ cảm nhận được một luồng khí màu lam từ phía bắc che phủ trời đất. Bên trong luồng khí đó chính là một đồng tử mặc y phục đỏ với khuôn mặt tuấn tú, thế nhưng mà ánh mắt lại chứa đựng sự độc ác. Đồng tử này không ai khác chính là Tư Đồ Nam, kẻ vừa đoạt xá thành công, thậm chí còn nuốt luôn cả tứ tổ để đẩy nhanh quá trình dung hợp với thân thể mới. Mặc dù chưa hoàn toàn dung hợp, hắn đã đạt tới vấn đỉnh kỳ, một cảnh giới rất là mạnh mẽ. Tư Đồ Nam tỏ ra vô cùng hả hê với thân thể mới và bắt đầu khoe khoang với những ý định của chính mình. Hắn kể về việc tu tiên không phải là vì lý tưởng cao đẹp, mà đơn giản vì muốn chiếm đoạt phụ nữ, bảo vật và giết hết những ai không vừa mắt. Điều này phản ánh bản tính vô cùng ngạo mạn và ích kỷ của hắn. Hắn từng bỏ dở việc tu luyện khi mà mới đạt trúc cơ kỳ và trốn ra ngoài hưởng thụ cuộc sống xa hoa tại một tiểu quốc, nơi mà không có nhiều người tu chân. Trong khi Tư Đồ Nam kể về những ngày tháng thoải mái, Vương Lâm thì giữ thái độ điềm đạm, không mấy hứng thú với câu chuyện của hắn. Vương Lâm thậm chí còn châm chọc hỏi tại sao Tư Đồ Nam không ở lại nơi đó hưởng thụ cả đời. Tư Đồ Nam tức giận kể về việc bị một tu sĩ kết đan đuổi đánh, buộc hắn phải tiếp tục tu luyện để có thể bảo vệ bản thân. Sau đó hắn đạt tới kết đan hậu kỳ và tiếp tục những ngày tháng xa hoa, tận hưởng cuộc sống như là hoàng đế trong một quốc gia tu chân cấp 2, nơi hắn được phong làm Tịnh Kiên Vương. Câu chuyện của Tư Đồ Nam cho thấy rằng hắn là người sống vì thú vui cá nhân mà không có mục tiêu tu tiên cao cả. Điều này đối lập rõ ràng với Vương Lâm, người có một con đường tu tiên khác biệt, nhiều trách nhiệm và tính toán hơn. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của Thiên Nghịch tập 127. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ở bên nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.